Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Cuối năm gặp được thứ này là thần tài đang vẫy tay mời gọi lộc lá sắp ùa về nhà. Phong thủy cứ chỉ rõ là đây là những cái dấu hiệu mà cực kỳ may mắn cuối năm rất ít gặp, báo hiệu thần tài đang mỉm cười với gia đình của bạn. Vậy thì đó là những cái dấu hiệu mang may mắn gì? Và sau khi xem video này, chúng ta hãy để ý xem đối với gia đình của chúng ta có gặp được những cái dấu hiệu may mắn như thế này hay không. Thứ nhất là dây làm tổ trong nhà. Cái dấu hiệu này cho thấy là gia đình bạn sẽ gặp được những cái may mắn trong việc tiền bạc, tài chính. Thì theo quan niệm xưa thì rơi là biểu tượng của sự giàu có, dồi dào. Người xưa tin rằng con rơi chỉ làm tổ ở những cái nơi tốt lành. Họ cho rằng cảm nhận của rơi rất nhạy bén nên nó có thể ngửi ra nơi có dòng khí tốt. Nếu các con rơi bay đến và làm tổ dưới mái hiên nhà bạn thì điều này báo hiệu là niềm vui, sự may mắn sắp tới với bạn rồi. Cái điều may mắn tiếp theo nữa đấy là bướm bay vào nhà. Thì người ta tin rằng khi bướm bay vào nhà có nghĩa là bạn đang chuẩn bị nhận được cái tin tốt lành, nhất là trong cái công việc. Có thể là một khách hàng quan trọng, nếu con bướm có màu sắc tươi sáng thì là tin tốt liên quan đến cái tình cảm nhân duyên. Còn nếu là con bướm màu xám đen thì người đó sẽ mang đến cái tin vui trong việc công việc hoặc là nghề nghiệp. Bạn cũng đừng nỡ xua đuổi những con bướm hoặc bắt hay vô tình giết nó. Điều này sẽ làm giảm đi cái vận may của bạn trong cái thời gian đó. Và cái dấu hiệu tiếp theo nữa là gặp rắn. Nếu bạn vô tình gặp loài bò sát này thì hãy chờ đón những cái điểm may sắp đến với mình. Khi gặp rắn, bạn có thể sẽ gặp được quý nhân phù trợ và những cái điều tuyệt vời khác. Dù tín ngưỡng hay không thì rắn vẫn là con vật mà nhiều người không dám giết, bởi nó gắn liền với các cái niềm tin về tâm linh. Loài vật này sẽ không hại người và bỏ đi nếu nó ý thức được sự có mặt của con người. Đặc biệt rắn không tấn công người nếu không cảm thấy nó bị đe dọa. Và cái tiếp theo là chúng ta mơ thấy giấc mơ đẹp. Giấc mơ có một cái ý nghĩa rất đặc biệt. Trước khi may mắn đến, bạn sẽ mơ thấy nhiều cái giấc mơ đẹp. Những giấc mơ này có thể không thể báo trước tương lai nhưng cũng là cái dấu hiệu cho thấy may mắn và niềm vui sắp đến với bạn. Một cái dấu hiệu tiếp theo mà chúng ta cũng cần để ý đến là cây cối đâm chồi nảy lộc. Màu xanh của lá cây tượng trưng cho sự sống, vẻ đẹp muôn màu cùng những cái năng lượng tích cực mang đến cho loài người. Chính vì vậy mà cái hình ảnh những chậu cây trở nên tươi tốt đâm chồi nảy lộc chính là một cái điểm lành cho gia đình bạn. Những cái điều tốt đẹp, sức khỏe và sự giàu có sẽ cùng tìm đến. Quý anh chị thân mến, thì trên đây thì quý anh chị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về một số các cái dấu hiệu mà cực kỳ may mắn sẽ đem đến cho chúng ta những cái niềm vui, những cái may mắn đến cho chúng ta trong cái thời gian tới. Nếu như bây giờ chúng ta thấy có những cái dấu hiệu này thì xin chúc mừng các bạn đã gặp được cái sự may mắn và tốt lành trong cuộc sống. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.